Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Thì Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người và lắng nghe tập tiếp theo của Đạo Quân. Đám người từ Thanh Sơn quận đều xuống núi. Phong Ân Thái nề tình đi theo đến chân núi. Ba vị quận thủ khác không rời đi nhanh vậy, họ ở lại Thiên Ngọc Môn khá lâu mới đi. Khi mấy người đi đã đến lúc hoàng hôn, phu phụ Phượng Lăng Ba không đi, sẽ ở lại mấy ngày. Có một số việc cần chờ bên Thiên Ngọc Môn làm phối hợp cùng, bàn bạc xong mới bắt tay vào kế hoạch. Giáng chiều non nước một màu, phu phụ Phượng Lăng Ba đi theo sau lưng Bành Hiệu Tại cùng lên đỉnh núi ngắm cảnh đẹp. Bành Hiệu Tại nhìn mặt trời đỏ nửa ẩn sau chân trời nói: sợ là nữ tế của các ngươi sẽ có bất mãn với hai phu phụ. Bành Ngọc Lan nói: dù phụ thân có hoàn toàn cắt chức của hắn thì hắn chỉ có thể nhận. Bành Hiệu Tại nghiêng đầu liếc bà: nhận sao? Bành Hiệu Tại nhìn sang Phượng Lăng Ba: 20 vạn người ngựa ở trong tay Thương Triều Tông, nếu để ngươi nhận hết thì ngươi có thể khống chế được sao? Cái đó... Phượng Lăng Bà hơi do dự, sau cùng nói: nếu Thương Triều Tông chưa phối hợp thì tự nhiên có thể khống chế. Nếu hắn không đồng ý, Thương Triều Tông đứng vững gót chân trong hai quận, một số bộ hạ cũ của Ninh Vương Thương Kiệt Bá hoặc bị thất lạc, hoặc trốn đi lấy mông sơn mình dẫn đầu lục tục xuất hiện đầu phục hắn. Những người này đều giỏi cầm binh trị quân, từ chung với Thương Kiến Bá, hiện giờ tự nhiên cũng chung với Thương Triều Tông. 20 vạn người ngựa này không dễ khống chế. Bành Hiệu Tại lại nhìn nữ nhi, ánh mắt như đang nói: người nghe rõ chưa? Bành Hiệu Tại cười khẩy nói: 20 vạn ngựa không phải là một chén cơm. Người cho rằng ai muốn ăn là có thể ăn vào sao? Bụng không lớn sẽ bị trương nứt, nếu ép buộc chó cùng rất dậu, Thương Triều Tông nói một câu có thể khiến năm quận đại loạn. Sau lưng hắn còn có Nghiêu Hiếu Đạo, tên kia không có hiền lành gì. Bành Ngọc Lan nói: nếu đúng như phụ thân nói, nếu đúng như là phụ thân nói, thì dù đánh chiếm Nam Châu rồi chúng ta cũng khó làm được gì Thương Triều Tông nắm 20 vạn người ngựa. Bành Hữu Tại nói: địa bàn hiện giờ không thi triển được nhiều, không tiện động binh quyền trên tay hắn. Thêm vào nữa, vì bảo đảm tấn công thuận lợi, phải dựa vào người ngựa của hắn, đặc biệt là Anh Dương Vũ Liệt Vệ, cho nên không thể buộc quá mức. Phải ổn định hắn, chờ chiến sự nổi lên, quyền chỉ huy thống binh đều nằm trong tay Phượng Lăng Bà. Gặp trận đánh ác liệt thì để người của hắn đánh, có thể tiêu hao một phần thực lực trên tay hắn. Chờ kết thúc chiến sự, thừa dịp thời gian chiến tranh, điều người quán đi khắp nơi. Lăng Bà có thể triệu tập người, tách người quán ra khống chế, miễn cắt nhỏ người quán, khống chế không để chúng tụ tập lại gây sự, là có thể trừ bỏ binh quyền quán. Bành Ngọc Lan đã hiểu ra. Bành Hiệu Tại xoay người nói: cho nên bây giờ phu phụ các ngươi phải hết sức bình ổn hắn, an ủi hắn, yên lòng hắn, đừng có chọc giận hắn, hạ thấp tư thái. Mọi chuyện chờ đánh chiếm Nam Châu rồi tính, biết chưa? Hai phu phụ gật đầu nói: biết. Phượng Đăng Ba lại hỏi: phụ thân nói Nghiếu Đạo đó không dễ chọc, sau việc này xử trí Nghiếu Đạo thế nào? Ánh mắt Bành Hiệu Tại lạnh lùng nói: chuyện đó không cần người lo, người cứ làm tốt chuyện của mình là được. Đối với Thiên Ngọc Môn thì sau trận chiến bắt đế Thương Triều Tông, đại cục đã định. Nghiếu Đạo không ảnh hưởng đến đại cục Nam Châu thì dễ giải quyết hắn. Sau khi phu phụ Phượng Đăng Ba đi, Phong Ân Thái và Trần Đình Tú đi lướt qua hai người. Phong Ân Thái đến gần Bành Hiệu Tại, quay đầu nhìn Phượng Đăng Ba và Bành Ngọc Lan xuống núi, khẽ thở dài: trưởng môn sư huynh, xin phép nói câu làm cho sư huynh không vui. Xét theo lẽ công bằng, bàn về năng lực Phượng Đăng Ba chưa chắc bằng Thương Triều Tông. Ngụ ý là thực sự muốn rào Nam Châu cho Phượng Lăng Ba tọa trấn sao? Trần Đình Tú khịt mũi:
Phong sư đệ, sau khi đánh chiếm Nam Châu thì chúng ta cần phải giữ thành, chứ không phải là kẻ tràn đầy dã tâm, cực kỳ hiếu chiến như là Thương Triều Tông. Phong sư đệ nên hiểu rõ đạo lý đó. Năm 527 Vũ Lịch, cuối năm. Quận thành Thanh Sơn, các gia đình dọn dẹp chuẩn bị qua năm cũ đón năm mới đến. Lại qua một năm tốt đẹp, có Dung Bình quận vương trị lý bách tính, ấm no an khang. Cả tòa quận thành tràn ngập không khí cuối năm rộn ràng, nhộn nhịp. Người lớn bận rộn, còn hít giật bát nhau trên đường, người bán kẻ buôn qua lại không ngớt. Trên lầu các phủ thủ quận, Phượng Ngược Nam thân hình to lớn mặc đồ nữ, một mình dựa vào lan can nhìn phía xa. Nàng nghe ngoài phủ ồn ào, dân chúng không ngừng hô to cảm tạ Thương Triều Tông. Sắp qua năm mới, hai quận chỉnh sửa toàn diện, báo lên trên, phát chút lương thực cho dân chúng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ít nhất để họ có bữa ăn sung túc trong năm mới. Không cầu đồ ngon, nhưng mà ít ra thì cũng phải no bụng. Địa điểm phát lương thực của quận thành Thanh Sơn đặt ngay ngoài phủ thủ quận. Tiếng cảm tạ bên ngoài không thể xua tan đau thương nơi đầu chân mày của Phượng Nhược Nam. Có chuyện nàng không thể ngờ rằng, bên nhà mẹ đẻ đưa đôi tỷ nữ xinh đẹp đến tặng cho Thương Triều Tông. Trong đình viện, Thương Triều Tông tự mình đẩy xe lăn. Mông Sân Minh ngồi trên xe, Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình về nhà ăn Tết cũng đi theo bên cạnh. Mông Sân Minh nghe tiếng động bên ngoài, hỏi: "Vương gia, bên Nghiếu Đạo chưa có động tĩnh gì sao?" Thương Triều Tông lắc đầu nói: "Hắn không rời đi, cũng không thấy qua lại với ai bên ngoài. Thành Nhi không nhìn ra hắn có chuẩn bị gì, vẫn giữ câu cũ, bảo một người nguyện đánh một người nguyện chịu, dặn chúng ta chiều theo ý của Thiên Ngọc Môn." Mông Sơn Minh khẽ thở dài: "Vị đạo gia này nhẫn nhịn giỏi thật, chỉ mong hắn thực sự nhịn giỏi." Lời này nghe hơi mâu thuẫn, nhưng Thương Thục Thanh hiểu ý, nàng lên tiếng: "Mông bà cứ yên tâm, đạo gia đã nói đồng ý hỗ trợ thì sẽ không khoanh tay mà kệ. Ta cảm thấy hắn không có động tĩnh gì, nói lên hắn có nắm chắc. Nếu hắn làm động tĩnh lớn thì ta mới thực sự thấp thỏm lo âu." Mông Sơn Minh nói: "Quận chúa, không phải không tin tưởng hắn, mà là đặt cược tương lai của 20 vạn huynh đệ lên niềm tin với hắn chẳng khác nào là đánh bạc. Người làm tướng mà liều lĩnh như vậy có thích hợp không? Lẽ ra chúng ta nên chuẩn bị thêm con đường khác, nhưng mà hắn không cho chúng ta làm gì." Thương Thục Thanh im lặng. Nhà tranh, trong đình viện, Nghiếu Hữu Đạo cầm bình nước tưới cho cây mẫu đơn ở trong bồn. Lá cây dính cho bụi khiến hắn cau mày, sau đó nghiêng đầu nhìn bầu trời xám phía xa. Quản Phương Nghi lại gần hỏi: "Sao nhíu mày?" Nghiếu Hữu Đạo nói: "Màng xám tăng nhiều." Quản Phương Nghi nói: "Do tượng tác doanh ngày đêm nhóm lửa chế tác binh khí đấy." Nghiếu Hữu Đạo tưới nước xong buông bình tưới xuống, chậm rãi bước ra sơn trang. Nghiếu Hữu Đạo đứng ngoài sơn trang, nhìn hướng sương khói bốc lên, lẩm bẩm: "Đến cuối năm rốt cục không nhịn được nữa sao? Mưa gió sắp đến này." Quản Phương Nghi đứng cạnh hắn hỏi: "Sắp đánh trận à?" Nghiếu Hữu Đạo đáp: "Theo thực lực hiện giờ của Thiên Ngọc Môn thì hơi khó nuốt vào Nam Châu. Nhưng mà đánh chiếm Nam Châu thì môn phái tu hành như Thiên Ngọc Môn sẽ bước vào đẳng cấp khác. Bành Hữu Tại sẽ trở thành trưởng môn đặt dấu chấm đậm nhất Thiên Ngọc Môn từ xưa đến nay. Người kế nhiệm trừ phi có thành tựu càng lớn hơn, thế nhưng khó mà phủ nhận công tích của Bành Hữu Tại. Chỉ e Nam Châu sẽ bị hậu nhân của Bành gia chiếm cứ thật lâu. Đối với Bành Hữu Tại là công tư trọn vẹn đôi đường, nhất định phải làm. Đối với Thương Triều Tông thì Nam Châu là ván cầu phải bước qua để khuếch trương thực lực, leo lên vũ đài càng lớn. Thiên Ngọc Môn không nhịn được, Thương Triều Tông cũng không thể kiềm chế." Quản Vân Nghi buông tiếng thở dài nói: "Lửa chiến giấy lên, một số người có thể như ý muốn, nhưng mà không biết bao nhiêu người sắp cửa nát nhà tan." Nghiếu Đạo chỉ hướng tượng tác doanh, cảm thán: "Trong thời loạn thế này không có ý nghĩa gì. Đi,
đi xem thử. Hai người nhẹ nhàng xuống núi, sau đó gặp đám người Viên Phong cưỡi ngựa chạy tới. Người Hữu Đạo giơ tay chặn đường, đòi lấy hai con ngựa. Giờ Thương Triều Tông dư giả ngựa chiến, để lại mấy trăm con trong núi cho người ở đây dùng. Việc vừa đúng ý của đám Viên Cương, họ chủ động yêu cầu quản lý thuộc hạ lâu dài ở trên lưng ngựa để làm quen. Ngưu Hữu Đạo, Quản Phương Nghi leo lên ngựa, hắn liếc hướng Nguyên Đại Hồ, Cốc Hữu Niên một cái. Hai lão già thiếu tay thiếu chân này được Viên Cương mang đến, nên Ngưu Hữu Đạo không hỏi nhiều. Ngưu Hữu Đạo, Quản Phương Nghi chỉ tiện tay tìm công cụ đi bộ. Họ không giục ngựa chạy nhanh, mà lững thững cưỡi ngựa ra sơn cốc. Váy Quản Phương Nghi bay bay, phe phẩy quạt tròn, ngồi trên lưng ngựa, mắt đẹp nhìn xung quanh, tiêu sái thành thơi. Đến Tượng Tắc Doanh, hai người bỏ lại ngựa cho thủ vệ trông chừng, còn mình thì đi tham quan. Chỉ thấy đào thương bôi dầu chống gì, trói thành bó, từng sấp chiến giáp ngay ngắn xếp lên xe chở ra ngoài. Trong không khí tràn ngập mùi khói, có thợ mộc lắp ráp xe, ném đá dùng để công thành. Bùm một tiếng, sau núi phát ra tiếng nổ hấp dẫn hai người đi xem. Ngưu Hữu Đạo, Quản Phương Nghi đến sau núi, thấy một hàng nỗ công thành, công tượng đang chắc niệm. Một cây trường mâu tinh cương lắp vào lỗ bắn, mấy người gồng sức kéo, đạp chân vất vả cài tên dây cung. Một công tượng hô hô chảy gỗ, đập xuống nút bắn. Bùm một tiếng, trường mâu xé gió bắn đi theo điểm bắn bôi bằng nước sơn trên vách đá. Đá vụn rơi ảo ảo, trường mâu nhẹ nhàng cắm vào vách đá, uy lực thật lớn. Quản Phương Nghi nhìn mà mí mắt co giật, nói: khi đại quân tác chiến, thứ này uy hiếp lớn nhất với tù sĩ, tù vi giữa kim đan không chịu nổi. Yến Kinh cũng tràn ngập không khí năm mới, nghèo hoặc giàu đều phải ăn Tết. Phù đệ đại tư không, thứ sử Nam Châu Chu Thủ Hiền quỳ ở dưới đất, chán rán sát dưới đất khóc lóc với đại tư không Đồng Mạch ngồi trên bàn. Chu Thủ Hiền vốn kéo ngựa chờ quà năm mới đến tặng, nhưng mà khi nói tới chỗ sơ khổ sở thì không kiềm được mà khóc ròng. Đồng Mạch thở dài: Chu huynh, không đến mức như vậy chứ, mau đứng lên đi. Chu Thủ Hiền ngước đầu lên, nghẹn ngào chỉ ra ngoài cửa nói: tướng gia, Nam Châu hạ năm quận chuẩn bị đã lâu, tích trữ nhiều lương thảo và đao binh, cả ngày sẵn sàng ra trận. Họ đã mài bén lưỡi đao, tên đã lắp lên dây, tùy thời xua binh mật lên bắc nuốt Nam Châu. Hạ quan cả ngày nơm nớp lo sợ như là trên miếng băng mỏng vậy. Nếu triều đình vẫn không ra binh tối viện, đến lúc hối hận đã muộn đấy. Cầu đến chỗ của Đồng Mạch cũng chỉ là vì bất đắc dĩ. Trước khi đến đây thì Chu Thủ Hiền có tới hoàng cung để cầu hoàng đế trước, nhưng mà hoàng đế rõ ràng kiêng kỵ đại chiến tạo thành nội loạn trong Yến quốc, sẽ bị ngoại địch thừa dịp lèn vào làm cho Yến quốc nguy hiểm, cho nên luôn được do dự. Nữ nhi của Chu Thủ Hiền là quý phi được hoàng đế yêu thương, Chu Thủ Hiền được làm châu mục của Nam Châu là cũng nhờ có nữ nhi nói vun vào rất nhiều. Lần này nữ nhi vì Chu Thủ Hiền mà nhiều lần khuyên bảo hoàng đế xuất binh, đã chọc giận hoàng đế, đã một thời gian không được gặp mặt rồng. Đối với Chu Thủ Hiền thì vị trí châu mục Nam Châu giờ như là giàn hỏa thiêu vậy. Đồng Mạch biết tình thế nguy cấp, nhưng mà chỉ biết an ủi một câu: Chu huynh, sự việc không nghiêm trọng như huynh nghĩ đâu. Có Tiêu Giao Cung, Tử Kim Động, Linh Kiếm Sơn, Nam Châu hạ năm quận không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Thủ Hiền nói: nhưng nếu hứa cho lợi lớn thì chưa chắc ba đại phái sẽ... Đồng Bạch nói: Chu huynh yên tâm, dù là ta hay là bệ hạ không khoanh tay ngồi xem, ta tự mình đi liên lạc với ba phái cho. Tiêu Giao Cung biển sơn núi mây, nhìn từ xa tựa như là tiên cảnh. Dưới núi Tiêu Giao có mấy chục con ngựa chạy nhanh ra hiệp cốc, thẳng hướng đường cái cho đến khi xa khuất. Đoàn người này là hai môn phái sau lưng Nam Châu, Linh Chân Viện và Phi Hoa Các. Sắp cuối năm cũng là lúc tiến cống cho Tiêu Giao Cung. Trưởng môn Chân Linh Viện là Kim Vô Quang, trưởng môn Phi Hoa Các là Tào Ngọc Nhi tự mình dẫn người dâng lễ. Hết cách, Tiêu Giao Cung, Từ Kim Động, Linh Kiếm Sơn là ba môn phái lớn nhất Yến quốc, ba đại phái bao trùm ở bên trên đất nước.
Yến quốc nằm trong phạm vi thế lực của ba phái, vốn phái tu hành trong đất nước đều kiếm ăn trên phạm vi thế lực của ba phái. Muốn chiếm một góc sống thì phải được ba phái cho phép. Môn phái trong liệt thổ phong cương Yến quốc đã phải tiến cống ba đại phái, nếu không sẽ có họa diệt môn. Không chỉ riêng Yến quốc, bảy nước cơ bản đều gặp tình huống này. Mỗi nước đều có mấy môn phái cứng rắn như vậy, được một góc trong Phiêu Miệu Các, hưởng thụ môn phái khác trong nước cung phụng. Một số môn phái tiến cống cho ba đại phái cũng không có tư cách, ví dụ cỡ như Lưu Tiên Tông. Thế lực đè trên ba đại phái chính là Chín Chí Tôn. Chín Chí Tôn mới thực sự là ở trên chúng sinh. Chín Chí Tôn không nhận cung phụng, không nhận tình từ ai, nhưng mà kiểm soát tất cả tiền trang trong thiên hạ. Thiên hạ chỉ có một tiền trang, tên là Thiên Hạ Tiền Trang, trải rộng các góc thiên hạ, vượt qua hai giới thế tục và tu hành. Trừ Thiên Hạ Tiền Trang ra, không cho phép có tiền trang khác xuất hiện trên đời. Ví dụ như kim phiếu thông dụng cũng chính là Chín Chí Tôn hợp tác in ấn, không cho phép có loại tiền giấy khác. Trên đời này người không thiếu tiền nhất có lẽ là Chín Chí Tôn. Hết cách, người ta có thể trực tiếp in tiền, khống chế lưu động tiền của người trong thiên hạ. Nơi có thể buôn bán trong giới tu hành cũng nằm dưới sự khống chế của Chín Chí Tôn. Người Chân Đinh Viện, Phi Hoa Các đi xa, một đám người khác bước ra từ núi rừng. Đó là đệ tử Thiên Ngọc Môn đã trốn được một lúc. Bành Hữu Tại nhìn chằm chằm người phương hướng người hai phái đi xa, phất tay dẫn đệ tử môn hạ xâm nhập ngọn núi đối diện, lao thẳng tới Tiêu Giao Cung. Quỳnh Lâu Ngọc Điện thấp thoáng phồn hoa như gấm, có thể xem núi chập trùng biển mây, cảnh đẹp không sao tả xiết, là nơi đại khách rất tốt. Hai vị trưởng lão Tiêu Giao Cung và cung chủ Thiệu Liễu Nhi ngồi cùng, gặp khách chỉ có mình Bành Hữu Tại, đệ tử Thiên Ngọc Môn khác không có tư cách ở đây. Được ba vị chấp nhận gặp mặt cũng vì Bành Hữu Tại đến dâng cống. Cuối năm là trưởng môn các phái sẽ tập trung đến bái phòng. Long Hưu theo thường lệ lộ mặt gặp gỡ, hỏi han tình huống các nơi. Hai tay của Bành Hữu Tại dâng lên một trống kim phiếu, đặt ở trên bàn hai trưởng lão ngồi song song, sau đó lùi lại ngồi xuống chỗ cũ đối diện với họ. Long Hưu và hai trưởng lão cùng nhìn trong kim phiếu. Theo quy định, một quận phải nộp lên trên 5 vạn kim tệ. 5 vạn nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nói không nhiều là đối với Tiêu Giao Cung, 5 vạn kim tệ thực sự không là gì với họ. Nói không ít là vì 5 vạn kim tệ là gánh nặng tài lực không nhỏ cho một quận. Một quận dù sao còn phải lo cho cuộc sống người dân, nếu ép khô thì làm sao có lần sau ép tiếp. Tình huống còn phải chia lãi này nọ cho thế được. Môn phái chiếm cứ đất đó không thể để một mình Tiêu Giao Cung ăn hết. Mỗi quận không chỉ nộp cho Tiêu Giao Cung, còn có Tử Kim Động, Linh Kiếm Sơn thuế phú cho triều đình. Không phe nào được phép bóc lột các quận quá mức, nếu không thì đó là mặc kệ lâu dài, tự ném đá chân mình. Trong Yến quốc có mấy trăm quận, mỗi quận 5 vạn kim tệ, tích ít thành nhiều, không nói tiền thu khác của Tiêu Giao Cung. Chỉ riêng các phái tiến cống đã cho Tiêu Giao Cung sống sướng rồi. Tính ra 5 quận Thiên Ngọc Môn phải cống lên 25 vạn kim tệ. Thiên Ngọc Môn nộp muốn tốt hơn nữa, nộp thêm 5 vạn nữa, tổng cộng là 30 vạn kim tệ. Nhưng nhìn độ dày của chồng kim phiếu thì không chỉ có 30 vạn. Một trưởng lão kiểm kê xong nói với Lưu Long Hưu: 100 vạn. Long Hưu toát ra khí chất siêu phàm thoát tục, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Bành Hiệu Tại: dư giả 70 vạn. Bành trưởng môn giải thích thế nào? Bành Hiệu Tại nói: thưa cung chủ, đây là chút tấm lòng của Thiên Ngọc Môn, xin vui lòng nhận cho. Long Hưu nói: tấm lòng à? Bổn tọa nghe nói Nam Châu hạ 5 quận sẵn sàng ra trận định nuốt thượng 6 quận. Trước đó Chân Linh Viện, Phi Hoa Các còn mắng chửi Thiên Ngọc Môn có mưu đồ gây rối trước mặt bản tọa. Xin Tiêu Giao Cung chủ trì công đạo, không đã bị Chân Linh Viện, Phi Hoa Các nói trúng, ngươi đột nhiên lấy ra số tiền này là muốn thu mua Tiêu Giao Cung sao? Bành Hữu Tại nói: cung chủ nói quá lời, 100 vạn kim tệ tầm thường sao có thể thu mua Tiêu Giao Cung. Nếu tại hạ thực sự làm như vậy thì thật không biết tự lượng sức mình. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Thiên Ngọc Môn thực sự muốn cạnh canh giữ một phương vì Tiêu Giao Cung, mong cung chủ thành toàn. Long Hưu nói:
dã tâm không nhỏ. Nam Châu Hạ Năm Quận không thỏa mãn được khẩu vị của Thiên Ngọc Môn ngươi sao? Bành Hữu Thải nói, không dám che giấu lòng mình, càng không dám nói được dối trước mặt cung chủ. Thiên Ngọc Môn muốn chiếm lấy lãnh địa của Chân Linh Viện, Phi Hoa Các là vì Thiên Ngọc Môn tự nhận có thể làm tốt hơn hai phái. Long Hưu hỏi, tốt hơn thế nào? Bành Hữu Tại nói, Nam Châu có 11 quận, trải cho hai phái, mỗi năm chỉ có thể tiến cống 55 vạn. Nếu giao cho Thiên Ngọc Môn quản lý thì mỗi năm Thiên Ngọc Môn sẽ tiến cống 100 vạn. Long Hưu hỏi, người cho rằng Chân Linh Viện Phi Hoa Các nếu ôm 11 quận Nam Châu thì không thể tiến cống 100 vạn mỗi năm sao? Bành Hữu Tại nói, đương nhiên là họ có thể, nhưng mà sẽ không giống như Thiên Ngọc Môn lấy ra 100 vạn tiến cống cho ba đại phái, tức là 300 vạn. Họ còn cần chi tiêu cho môn phái của mình, chi tiêu cho địa phương. Họ lấy ra số lượng này thì phải tát áo bắt cá trong Nam Châu, cứ thế mãi Nam Châu sẽ suy sụp. Thiên Ngọc Môn thì khác, nếu cung chủ có dịp nào hãy chú ý quận Thanh Sơn và quận Quảng Nghĩa. Thiên Ngọc Môn ta nguyện nhượng lại kinh doanh dân sinh, biến hai quận Thanh Sơn và Quảng Nghĩa từ bãi nước lặng đồng thành dòng chảy, thương mậu các nước qua lại tụ tập, dân chúng an khang giàu có, thuế phú thu hoạch được tài lực nhiều gấp mấy lần các quận khác. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tiền tài là chuyện nhỏ, sự ổn định của Yến Quốc mới là lớn. Triệu Quốc ngay bên cạnh rình rập Yến Quốc, từ lâu đã muốn nuốt Yến Quốc, chỉ vì chư hầu trong Triệu Quốc kiềm chế, Hải Vô Cực tạm thời không có sức tiến đâu. Nhưng Hải Vô Cực là hạng người chăm lo việc nước, đang từng bước tan rã chư hầu trong Triệu Quốc, chờ khi hoàn thành mục đích thì bước tiếp theo là nhằm vào miếng thịt mỡ Yến Quốc. Thiên Ngọc Môn và Vận Động Thiên Phủ ở Kim Châu đã sớm kết thành đồng minh cùng công chủ. Bất đắc dĩ Thiên Ngọc Môn yếu thế, Hải Vô Cực mà xuống tay với Kim Châu thì Nam Châu giúp đỡ có hạn, nên thế cục vạc ba chân ở trước mắt của Nam Châu sẽ là phân tán thực lực, không giữ được. Kim Châu là chướng ngại lớn nhất khi Triệu Quốc tiến công Yến Quốc. Triệu Quốc muốn đánh gục Yến Quốc thì phải bình Kim Châu trước. Kim Châu ủng hộ binh tự trọng là vách tường lớn nhất của Yến Quốc, Kim Châu không thể có sơ sài gì. Long Hưu nói, nếu Kim Châu có biến, đổi lại người khác đồng ý giúp đỡ Kim Châu thì Kim Châu vẫn sẽ đồng ý kết mình, không bắt buộc phải là Thiên Ngọc Môn người. Nếu không phải đối phương đến tiến công lại còn tặng nhiều tiền như vậy thì Long Hưu đã không dễ nói chuyện. Đương nhiên Bành Hữu Tại chọn du thuyết vào lúc này cũng đã trải qua kế hoạch càng kỹ càng. Bành Hữu Tại nghe vậy hỏi ngược lại ngay, cung chủ muốn Chu Thủ Hiền ra binh giữ Kim Châu hay để triều đình phái người khác xuất binh? Câu hỏi này trúng ngay điểm then chốt. Có vài thứ không tiện chọc thùng, nhưng trong lòng mọi người ngầm hiểu, hiện giờ triều đình Yến Quốc giữ cân bằng ba đại phái Tiêu Giao cùng rất yếu, không ai chế ngự được lòng ích kỷ của ba phái. Cộng thêm triều đình Yến Quốc làm sai sót một số quyết sách quan trọng, khiến trong nước gió mưa vần vũ, quốc lực hao tổn mạnh. Người biết chuyện đều hiểu rằng không đến lúc bất đắc dĩ, Yến Quốc không dám chủ động tuyên chiến với các nước khác. Là Chu Thủ Hiền ra binh giữ Kim Châu hay là triều đình phái người khác đi đều đại biểu Yến Quốc tuyên chiến Triệu Quốc, bứt dây động nguyên cả cánh rừng. Bắc Châu của Yến Quốc thì sao? Vì Bắc Châu mà Tiêu Giao Cung, Từ Kim Động, Linh Kiếm Sơn đánh trận ác chiến với mấy môn phái bên Hàn Quốc, hai bên tổn thất nặng nề. Cuối cùng thế lực tu hành đứng đầu trong Tề Quốc phát động phiêu miễu các điều đình. Long Hưu vẫn còn nhớ trận chiến miệng gay gắt trong phiêu miễu các. Thế lực tu hành ở bên Yến Quốc đồng ý ngừng chiến, nhưng mà yêu cầu thế lực tu hành bên Hàn Quốc phun Bắc Châu ra, trả lại cho Yến Quốc. Hàn Quốc thấy thế cục có lợi cho mình nên tất nhiên là không chịu trả Bắc Châu lại. Tống Quốc, Triệu Quốc thiên hướng Hàn Quốc, ước gì Yến Quốc đại loạn thừa dịp gần với tay vào chia chắc. Tấn Quốc có mưu đồ gây rối, đề nghị Yến Quốc và Hàn Chí Quốc tử chiến đến cùng, ai đánh thắng thì Bắc Châu thuộc về kẻ đó. Tề Quốc, Vệ Quốc không thấy Yến Quốc bị phân chia, điều này không phù hợp lợi ích của họ nên yêu cầu hai bên ngừng chiến ngay. Hai nước không cần biết Yến Quốc gặp mất mát gì, dù sao không phải họ bị lộ đã. Tề Quốc, Vệ Quốc chỉ có một yêu cầu là phải ngừng chiến ngay. Trên đây là tình huống tranh chấp của các thế lực tu hành của các nước trong phiêu miệu các. Hàn Quốc cắn chặt Bắc Châu không nhả,
Yến quốc thế yếu không ai trong Phiêu Miễu Các nói câu công bằng dùng. Yến quốc chịu áp lực cuối cùng đành chấp nhận điều đình thỏa hiệp. Đại quân hai bên ngừng chiến trong khu vực mình chiếm lĩnh, cứ thế mất đi Bắc Châu. Bành Hữu Tại lén quan sát Long Hưu một lúc mới nói tiếp. Đương nhiên trong điều kiện ngang nhau thì ai tọa trấn Nam Châu đều được, nhưng mà trong tay Thiên Ngọc Môn có ưu thế mà thế lực khác không có, đó là Anh Dương Vũ Liệt Vệ, đủ tác dụng chấn nhất nhất định đến Triệu Quốc. Trần Linh Viện và Phi Hoa Các không làm được điều này, Nam Châu cần thống nhất, xin cung chủ minh giám. Long Hưu im lặng một lúc rồi hỏi. Triều đình mất quyền khống chế với Nam Châu sẽ mất mát to lớn về thuế phú, triều đình sao chịu bỏ qua? Bành Hữu Tại nghe hỏi mừng thầm trong bụng, biết đối phương chịu nhà, vội nói. Nam Châu nên nộp thuế phú lên triều đình, thế nào thì vẫn sẽ nộp, tuyệt đối không ít hơn trước kia. Ta có thể đại biểu Thiên Ngọc Môn tại đây đảm bảo cho cung chủ về chuyện này. Long Hưu hỏi. Người định biến Nam Châu thành Bắc Châu thứ hai sao? Ngụ ý là lỡ người đem theo Nam Châu đầu vào Triệu Quốc thì sao? Long Hưu sẽ không hỏi thẳng ra. Bành Hữu Tại nghiêm túc nói. Tuyệt đối không thể nào. Trước không nói Đại Thiện Sơn đang khó khăn cầu sinh giữa kẽ hở, Kim Châu sao có thể ngồi xem Nam Châu đầu vào Triệu Quốc khiến hai mặt gặp địch? Nếu Kim Châu muốn hại Nam Châu thì chẳng khác nào Nam Châu tự tìm đường chết. Năm 228 võ lịch, đầu năm, Nam Châu hạ năm quận của Yến Quốc bắt đầu âm thầm điều động người ngựa. Nhưng mà có việc làm ẩn đến đâu thì điều động mấy chục vạn đại quân sao có thể qua mắt người cố ý quan tâm. Trong phút chốc, thứ sử Nam Châu Chu Thủy Hiền liên tục báo nguy hướng Yến Kinh cầu viện. Các vương thế được các nước thoáng chốc chú ý chặt chẽ Nam Châu Yến Quốc. Bên ngoài nhà tranh Sơn Trang, Ngụy Hữu Đạo đưa tiễn Thương Thục Thành. Đại chiến sắp tới, Thương Triều Tông phụ mệnh đi trung tâm chỉ huy, liên hợp đại quân năm quận, phối hợp trợ giúp Phương Lăng Ba bày mưu tính kế. Lúc này Thương Thục Thành không thể tiếp tục ở đây nữa, nàng cần phải đi theo ca ca. Nhìn Thương Thục Thành đi xa, Ngụy Hữu Đạo ngước đầu xem bầu trời tranh trong. Trời xám cuối cùng đã trở về màu xanh, vì Tượng Tác Doanh đã đi theo quân. Quản Phương Nghi khẽ thở dài, xem ra không thể tránh khỏi đại chiến. Ngụy Hữu Đạo bình tĩnh nói, chúng ta cũng nên di chuyển. Công Tôn Bố từ xa bay tới, hai tay dâng lên mật thư phòng kín. Đạo gia, là Tề Quốc gửi. Ngụy Hữu Đạo không cần xem cũng biết là thư của ai, cầm lên xem quả nhiên là thư của Ngọc Vương Phi Tề Quốc. Ngọc Vương Phi đã nhiều lần yêu cầu Ngụy Hữu Đạo khuyên bảo Thương Triều Tông ngừng việc tấn công Nam Châu. Đây đã là phong thư thứ ba, hắn biết có Hạo Vân Đồ ở sau xui khiến. Ngưu Hiếu Đạo nhíu mày hỏi, nữ nhân này có ý gì? Chả đã ta nói chưa đủ rõ, cớ gì nhiều lần thỉnh cầu? Quản Phương Nghi cầm thư xem, ngẫm nghĩ rồi nói, thư này ngữ điệu cầu xin tha thiết hơn trước, chắc không phải là ý của Hạo Vân Đồ. Có lẽ nàng đứng trong lập trường Ngọc Vương muốn hoàn thành việc, không chừng là ý của Ngọc Vương muốn biểu hiện năng lực của mình cho Hạo Vân Đồ xem. Ngụy Hữu Đạo lặng im, sau đó nói với Công Tôn Bố, kêu người thu dọn đi, chuẩn bị rút lui. Công Tôn Bố lên tiếng rồi đi. Rõ. Lúc này ba người từ dưới núi xông lên, là Phí Trần Lưu, Hạ Hoa và Trịnh Cửu Tiêu. Ba người phong trần mệt mỏi, họ mới từ bên Thiên Ngọc Môn chạy về, không trở lại tông môn mà đến bên này trước. Hai bên chào nhau. Ngụy Hữu Đạo cười hỏi, Thiên Ngọc Môn triệu kiến có việc gì? Ba người điếc nhau. Hạ Hoa thở dài, thì còn chuyện gì khác hơn để yêu cầu ba phái chúng ta tham chiến? Ngụy Hữu Đạo cười nói, có cần phải than thở như vậy không? Chả đã không hứa hẹn các người chỗ tốt gì sao? Khóe mắt ba người liếc nhau. Phí Trường Lưu nói, hứa là xong việc cho ba phái chúng ta mỗi phái nắm giữ địa bàn một quận, nhưng mà không biết có thể thực hiện không. Ngưu Hiếu Đạo nửa cười nửa không hỏi, nếu thắng trận chiến này thì trong một đoạn thời gian Thiên Ngọc Môn sẽ không thất hứa. Thực lực Thiên Ngọc Môn có hạn, muốn khống chế Nguyên Nam Châu hơi bất lực. Sau cuộc chiến thực lực môn phái ít nhiều bị hao hụt, tìm người hỗ trợ chia sẻ áp lực là hợp lý hợp tình. Còn về chờ khi Thiên Ngọc Môn phục hồi lại thực lực sẽ có hậu quả gì thì chưa biết, trong lòng ba vị nên hiểu rõ những điều này mới đúng chứ, cớ sao biết còn hỏi.
Ba người hơi lúng túng. Mọi người ngầm hiểu lý do tại sao. Hạ Hòa đứng ra giảng hòa. Chúng ta muốn nghe ý kiến của đạo gia rồi mới quyết định. Ngư Hữu Đạo nói, đây là chuyện tốt cho ba phái, đương nhiên nên đồng ý. Ba người nghi ngờ. Trịnh Cửu Tiêu dò hỏi, thật sự muốn chúng ta nghe theo Thiên Ngọc Môn điều khiển sao? Ngư Hữu Đạo gật đầu nói, đương nhiên. Hắn lại hỏi, khi nào ba phái xuất phát? Hạ Hòa nói, yêu cầu người của chúng ta lập tức kết nghe theo điều khiển. Khi nào đạo ra đi? Ngư Hữu Đạo trả lời, các người đi trước, ngày mai ta sẽ xuất phát cùng với vương gia hội họp. Phải rồi, các người nhớ chuẩn bị đủ người ta cần. Ba người liên tục gật đầu. Phía Trần Lưu bảo đảm, chuyện đó thì đạo gia cứ yên tâm, sẽ không có sai lầm. Ngưu Hiếu Đạo nói, tốt, các người đi làm việc trước, sẽ gặp lại sau. Ba người chắp tay từ biệt, cáo từ. Quản Phương Nghi nhìn theo ba người đi xa, nhíu mày hỏi, cứ thả họ đi như vậy sao? Rõ ràng Thiên Ngọc Môn hứa hẹn cho họ lợi, đợi đánh trận xong sẽ xuống tay với Thương Triều Tông. Bà phái vì lợi ích sẽ khoanh tay đứng nhìn, bên người càng thiếu thực lực chế hoạch. Nghi Hiếu Đạo hỏi ngược lại, ta có thể giữ được họ sao? Dưa hái xanh không ngọt, không chỉ mình Thiên Ngọc Môn muốn phát triển, bà phái cũng muốn vươn lên. Đã gặp cơ hội này làm sao họ chịu bỏ qua? Nếu tình thế đi tới bước đường đó thì ba phái đứng về phía Thiên Ngọc Môn là hợp tình hợp lý, không thể miễn cưỡng người ta được. Phu Quân nói, mỗi năm người chia lãi cho họ, để rồi nhận lấy báo đáp như vậy, cam lòng sao? Nghi Hiếu Đạo bình tĩnh nói, không có gì cam hay là không cam lòng, so đo việc này không có ý nghĩa. Tình thế mạnh hơn người, cuối cùng họ đứng về phía nào phải xem chúng ta. Nếu chúng ta không thể tự bảo vệ mình, chẳng lẽ yêu cầu người ta đi theo chôn cùng sao? Nước chảy đến tự nhiên thành đường rãnh. Quản Phương Nghi trợn trắng mắt, người thật là vô tư. Người Hữu Đạo nói, không đã trở mặt với họ lúc này, giờ trở mặt chỉ vô ích, còn đẩy họ hoàn toàn đứng về phía đối phương, khi đó nào mới khó kéo về. Đây là kết quả chúng ta muốn sao? Lúc này Lôi Tông Khang bay tới bẩm báo, đạo gia, có người cầu kiến. Nghi Hữu Đạo hỏi, ai vậy? Lôi Tông Khang đến gần nói nhỏ, người của triều đình Yến Quốc. Nghi Hữu Đạo nhíu mày hỏi, bao nhiêu người tới, vì chuyện gì? Lôi Tông Khang đáp, một nam một nữ, chỉ có hai người, nữ rất đẹp, không nói đến vì sao, chỉ bảo muốn gặp đạo gia. Nghi Hữu Đạo gật đầu nói, mời tới đi. Chờ Lôi Tông Khang rời đi, Nghi Hữu Đạo nghiêng đầu nháy mắt với Quản Phương Nghi ra hiệu cảnh giác. Chốc lát sau, hai người khoác áo choàng đen đi vào nhà tranh sơn trang. Lôi Tông Khang đưa hai người đến đỉnh nước. Nghi Hữu Đạo, Quản Phương Nghi đã chờ trong đỉnh. Trần Bá dẫn theo mấy người theo hầu phía sau, cảnh giác đề phòng. Hai vị khách trùm áo choàng kín mít không thấy rõ mặt mũi, nhưng mà khi gặp Nghi Hữu Đạo thì tự động vén mũ. Đúng là một nam một nữ. Nam là một nam nhân mảnh khảnh, mặt trắng không râu, hai má bạc phơ, búi tóc ghim cây châm mộc bích, mũi ưng, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng. Nữ thì đẹp hoa, nhường nguyệt thiện, toát ra quý khí, nét mặt hơi mệt mỏi. Chủ nhân và khách đến chơi đều đánh giá đối phương. Nam nhân thì rút ra một tờ giấy trong ống tay áo, rũ tờ giấy ra, bên trong vẽ hình Nghi Hữu Đạo. Nữ nhân rút ra một tờ giấy trong ống tay áo, rũ tờ giấy ra, bên trong vẽ hình Nghi Hữu Đạo. Nam nhân nhìn Nghi Hữu Đạo, sau đó cung kính gật đầu nói với nữ nhân bên cạnh, là hắn. Nghi Hữu Đạo nhìn mặt sau trang giấy lờ mờ đoán là tranh vẽ, hắn lộ vẻ hứng thú hỏi, hai vị là ai? Có chuyện gì muốn làm sao? Nữ nhân giọng trong trẻo tự giới thiệu, bản cung là Chu Thanh. Nghi Hữu Đạo và Quản Phương Nghi liếc nhau, đánh giá kỹ nữ nhân này một lần nữa, hắn do dự hỏi, bản cung Chu Thanh, thứ lỗi cho tại hạ kiến thức hạn hẹp, có thể nói kỹ hơn không? Nam nhân hỗ trợ giới thiệu, vị này là quý phi nương nương. Nữ nhân bổ sung thêm, thứ sử Nam Châu Chu Tù Hiền là phụ thân của bản cung. Nghi Hữu Đạo đã phản ứng lại, thì ra là phi tử của hoàng đế,
nữ nhi của Chu Thủ Hiền đến. Người hữu đạo đại khái đoán ra bọn họ có ý gì. Hắn nhìn nam nhân hỏi: còn ngươi? Nam nhân đáp: Trung Sa phủ lệnh Ca Miểu Thủy. Người hữu đạo gật gù. Người hữu đạo chưa gặp mặt, nhưng mà có nghe nói về Ca Miểu Thủy, là thái giám gần thân bên cạnh Yến Hoàng Thương Kiến Hùng. Khi Thương Triều Tông tấn công Thanh Sơn Quận, hình như là người này đại biểu triều đình đàm phán. Người hữu đạo hỏi: ngươi là đồ đệ của Tổng quản Đại Nội Điền Vũ đúng không? Ca Miểu Thủy lên tiếng: đúng vậy. Người hữu đạo hỏi: sao ta biết các ngươi có phải là người thật không? Ca Miểu Thủy ném một tấm lệnh bài ra. Người hữu đạo nhận lấy, nhìn thoáng qua rồi ném trả. Người hữu đạo vươn tay mời: mời hai vị khách quý ngồi. Chỉ có Chu Thanh ngồi xuống. Ca Miểu Thủy nghiêm mặt giữ bổn phận, khoanh tay đứng cạnh nàng. Chu Thanh móc ra một khối ngọc bội đặt trên bàn, đẩy hướng Người hữu đạo ngồi đối diện. Có người nhờ bản cung hỏi thăm sức khỏe pháp sư, nói là pháp sư nhìn thứ này sẽ biết là ai. Người hữu đạo nhìn bàn tay nữ nhân này hơi lâu một chút, phát hiện bàn tay của nàng thật đẹp. Lần đầu tiên hắn gặp nữ nhân xinh đẹp có bàn tay thon dài đẹp như vậy, nhìn thoáng qua đã khiến cho người ấn tượng sâu. Sau đó Người hữu đạo mới chú ý ngọc bội, cầm lên nhìn sau đó cười lắc đầu. Người hữu đạo có một khối ngọc bội sống hệt cái này, nếu ghép lại sẽ thành một đôi. Giống như Chu Thành nói, khi xem ngọc bội, Người hữu đạo đoán ra người hỏi thăm sức khỏe mình là ai. Hắn gật đầu nói: làm phiền quý vị nương nương hỏi thăm sức khỏe Lưu Quý Phi dùm ta. Người hữu đạo đầy ngọc bội trở lại. Hắn nói Lưu Quý Phi là mẫu thân của Ngọc Vương Phi Tề Quốc Thương Tuyết. Lúc ở Tề Quốc vì đàm hòa nên Thương Tuyết đưa cho Người hữu đạo một tín vật, đến tiện liên lạc với bên Yến Kinh. Đó là miếng ngọc bội giống cái này. Khi thấy ngọc bội, Người hữu đạo càng xác nhận ý đồ của đối phương tìm tới. Chu Thành nói: chắc pháp sư nên biết bản cung đến đây là vì điều gì. Người hữu đạo đáp: đoán được đại khái. Chu Thành nói: công chúa có truyền tin qua, nói lúc ở Tề Kinh pháp sư đã hứa với công chúa là cố gắng đàm hòa giữa bệ hạ và Dung Bình quận vương, tránh cho dấy lên xung đột giữa bá diệt. Không biết có chuyện này không? Người hữu đạo sờ cằm, chợt nhận ra chuyện này vừa phức tạp vừa đơn giản. Lưu Quý Phi đưa tín vật nhưng mà không đến, ngược lại Chu Quý Phi đến, hiển nhiên là chiến sự dính líu đến phụ thân của Chu Quý Phi, Chu Thủ Hiền. Cũng dễ hiểu, Chu Thủ Hiền thua trận thì Thương Kiến Hùng và triều đình sẽ không chịu trách nhiệm, phải có người đứng ra gánh. Vậy chỉ có thể là Chu Thủ Hiền đã đánh thua trận. Có thể tưởng tượng Quý Phi biến thành nữ nhi của tội thần thì cuộc sống trong cung sẽ khó khăn. Hai phụ nữ là mối quan hệ gắn bó lẫn nhau. Xem tình huống này thì Chu Thủ Hiền sau lưng có lực lượng một nước, nhưng mà không mấy tự tin vào chiến sự. Bên Thương Tuyết thường xuyên gửi thư nhờ Nghiếu Đạo dàn xếp, giờ Chu Quý Phi lại tới, có thể thấy hai nữ nhân rất cần sự hòa đàm. Nghiếu Đạo tin tưởng Chu Quý Phi đến đây là đã được Yến Hoàng Thương Kiến Hùng cho phép, nếu không thì đường đường một quý phi đâu có dễ ra khỏi cung, huống chi được Trung Sa phủ lệnh tự mình đưa đi. Thương Kiến Hùng không đồng ý mới lạ. Người hữu đạo gật đầu nói: đúng là có chuyện này. Chu Thanh mỉm cười nói: pháp sư còn nhớ là tốt rồi. Người hữu đạo nói: nhớ chứ, không quên, nhưng ta cũng bất lực. Chu Thanh nói: pháp sư đã lọt vào mắt Tề Hoàng thì cần gì khiêm tốn như vậy. Triều đình luôn chú ý đến thế cục bên mình, theo triều đình phán đoán pháp sư có đủ sức ảnh hưởng đến Dung Bình quận vương. Chỉ cần pháp sư đồng ý tăng ảnh hưởng thì sẽ khó đánh nhau. Không nói đến chiến sự làm sinh linh đổ thán, bách tính gặp họa, bệ hạ và Dung Bình quận vương dù gì là bá diệt với nhau. Huống chi người thu lợi lớn nhất trong chiến sự không phải Dung Bình quận vương mà là Thiên Ngọc Môn. Cần gì làm chuyện ngốc máu mù giết nhau để người ngoài vui vẻ vỗ tay. Người hữu đạo thầm buồn cười, giờ mới biết quan hệ máu mù. Vậy ngày xưa là ai ép Thương Triều Tông đến đường cùng? Người hữu đạo nhẹ lắc đầu nói: nếu quý vị nương nương đã biết về Thiên Ngọc Môn thì nên biết lời nói của vương gia trong Nam Châu Hạ Năm Quận không nặng ký. Vương gia chỉ nắm giữ hai quận, có 60 vạn người ngựa thì trong tay vương gia chỉ kiểm soát được 20 vạn. Chu Thành nói: miễn vương gia tránh không đánh thì Thiên Ngọc Môn hay là ba nghịch tặc Mai Lâm Thịnh
Ngô Thiên Đãng, Triệu Hưng Phong đều không đáng lo. Nghi Hữu Đạo đầy hứng thú hỏi: Dung Bình quận vương có sức uy hiếp lớn vậy sao? Chu Thành nói: Phụ thân của ta từng ở dưới trướng Mông Sơn Minh, biết danh tướng Mông Sơn Minh không phải là thùng rỗng kêu to. Uy phong của Ninh Vương phần nào là nhờ có công của Mông Sơn Minh. Vốn tưởng Mông Soái chết sớm, ai ngờ lại luôn ở ẩn, giờ lại xuống núi đi theo Dung Bình quận vương. Không nói chuyện đó, chỉ bàn về binh lực, nếu ba nghịch tặc muốn chiến đấu mà thiếu 20 vạn người của Dung Bình quận vương thì áp lực bên phụ tân ta sẽ giảm bớt rất nhiều. Nghi Hữu Đạo thầm cảm khái: Mới vài năm ngắn ngủi mà Thương Triều Tông như chó nhà có tang, hốt hoảng chạy trốn khỏi Yến Kinh, giờ đã có thực lực buộc Thương Kiến Hùng buông mặt mũi. Đương nhiên không phải Thương Kiến Hùng e ngại binh được năm quận, thật tình là vì lo họa trong họa ngoài, không dám lấy lực lượng cả nước đại chiến. Nếu không vì điều này, Thương Triều Tông cũng không dám đánh trận. Thiên Ngọc Môn bắt ngay điểm yếu này mới dám đánh. Thương Kiến Hùng chịu buông mặt mũi là vì mất Nam Châu thì Bách Tính Yến Quốc sẽ nghĩ sao? Hoàng đế như là Thương Kiến Hùng biết ăn nói thế nào? Người ta sẽ cho rằng Thương Kiến Hùng vô dụng, không có năng lực. Chu Thành nói tiếp: Bên Thiên Ngọc Môn thì không cần lo, miễn Dung Bình quận vương tránh chiến, một khi chiến sự không tốt cho Thiên Ngọc Môn cũng là giờ chết của Thiên Ngọc Môn. Bệ hạ sẽ phát động ba đại phái xóa sổ Thiên Ngọc Môn khỏi Yến Quốc. Nghi Hữu Đạo tin điều này. Thiên Ngọc Môn phát động chiến sự mà bị thua, nghĩa là khó thể khống chế Nam Châu. Không có thực lực khống chế Nam Châu thì mặc kệ Thiên Ngọc Môn đã đàm phán gì với ba đại phái đều sẽ bị xóa sổ ngược lại. Người không chơi nổi thì ai chịu chơi cùng? Bệ hạ sẽ không bạc đãi Dung Bình quận vương, quận vương sẽ thăng lên thần vương, Nam Châu hạ năm quận đều sẽ vào đất phong của vương gia. Người Hữu Đạo nghe xong lắc đầu cười khổ nói: Ta thực sự không làm gì được trong chuyện này. Ca Miểu Thủy đứng một bên lên tiếng: Bệ hạ nói thả giao Nam Châu cho người trong nhà chứ không cho giặc ngoài. Nếu Dung Bình quận vương còn ghi hận chuyện cũ thì bệ hạ còn có thể nhường bước, xét nguyên Nam Châu vào đất phong của vương gia. Ý của câu này ám chỉ rõ Thương Triều Tông không đánh trận, chẳng cần mất một binh một tốt cũng có được Nam Châu. Nhưng mà Nghi Hữu Đạo nghe được ý đồ độc ác trong đó, hắn nhướng mày nói: Nương nương, công công nói nửa ngày hình như là triều đình chưa hiểu rõ tình huống, sự việc không như các người nghĩ. Chu Thành hơi nghiêng người tới trước: Nguyện lắng nghe. Nghi Hữu Đạo nói: Dung Bình quận vương đã bị Thiên Ngọc Môn khống chế, binh quyền bị Thiên Ngọc Môn cách ly, bây giờ người trực tiếp điều khiển người ngựa năm quận là Phượng Lăng Bà. Nói đến đây Nghi Hữu Đạo mới hiểu ra tại sao Thiên Ngọc Môn không tiếc trước đó gây nội chiến trong năm quận. Đó là vì sớm phòng bị ngăn chặn sẽ xuất hiện tai họa ngầm. Có thể thấy Thiên Ngọc Môn tốn công lên kế hoạch tỉ mỉ cỡ nào về đánh chiếm Nam Châu. Chu Thanh giật mình: Cái gì? Ca Miểu Thủy trầm giọng nói: Sao có thể như vậy chứ? Dù Dung Bình quận vương không nhìn thấu, nhưng mà sao Mông Sơn Minh có thể để vương gia dễ dàng cách ly binh quyền? Đường đường là Mông Soái làm sao không biết tầm quan trọng của binh quyền? Nghi Hữu Đạo chắc chắn gật đầu nói: Sự việc là đúng như vậy đấy. Nghi Hữu Đạo sẽ không nói đây là đề nghị của hắn. Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đòn. Về mặt Chu Thanh hoảng sợ. Ca Miểu Thủy tái mặt: Nếu biết chuyện có thật thì không thể tránh khỏi trận chiến này. Ngẫm lại nhân tố trong ngoài, xác suất Thiên Ngọc Môn nâng đỡ Phượng Lăng Bà khá lớn. Nghi Hữu Đạo bổ sung thêm: Nếu Dung Bình quận vương bị gì thì ta cũng khó chịu. Ta có một kế bàn với hai vị, có lẽ còn có đường cứu vãn. Quản Phương Nghi liếc xéo Nghi Hữu Đạo: Không biết tên tiểu tử này lại nảy ra ý xấu gì đây. Chu Thanh hoảng hốt nói: Mời nói. Hai bên mật mưu một phen. Ca Miểu Thủy và Chu Quý Phi không ở lâu, vội vàng rời đi. Chuyến đi của hai người không phải là không có thu hoạch gì, ít ra biết tình cảnh của Thương Triều Tông, biết chủ tướng của quân địch là ai. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.